hé lộ chấn động thiên hạ. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ 59 đến 69 tuổi, nhận lộc trời ban, bình an cả đời, trước càng khổ ải, sau càng giàu sang, nếu biết ba điều này. Cuộc đời số phận rồi may, nào ai có muốn đoạn đầy xác thân, sinh ra ở cõi xương trần, nhưng sao bất hạnh lại phần cho tôi. Đời như nước chảy bèo trôi, lang thang khổ cực, bao đời đắng cay. Xin ăn từng bữa qua ngày, xót ra số kiếp đời này hầm hiu. Vâng thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, chúng ta đều biết, tiên tri biết trước tương lai không phải là mong ước lớn nhất, nhưng là cái luôn đi song hành cùng với vận trình hưng suy của một con người. Bởi vậy mà từ Đông sang Tây, cho đến từ cổ chí kim, nhiều nhà nghiên cứu tâm linh thường dựa vào những ghi chép cổ điển để nghiên cứu và luận giải về vận mệnh của con người để cầu lợi tránh hại, cầu may tránh hung. Điều này có tác động rất to lớn đến cuộc sống của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng hỗ trợ, cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một con người. Biết tận dụng thời điểm may mắn mà nắm bắt cơ hội sẽ gặt hái tiền của, thành công vang dội, cuộc đời giàu sang như ý. Đặc biệt, giới tử vi hé lộ. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ 59 đến 69 tuổi. Biết mà tránh ba điều này sẽ luận ngược dòng số phận của mình, được thần tài ban lộc, song lộc phúc tình cao chiếu, quý nhân tề tự dẫn đường, trúng số độc đắc, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần, nghèo khổ cả một đời. Đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, an nhàn sung túc, khiến cho người người kính nể. Ất Tỵ sẽ được hưởng trọn phú quý, bình an, thịnh vượng viên mãn suốt những năm tháng về sau. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Phải làm sao để đón lành tránh dữ, có được cuộc đời như mong muốn? Hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi tìm hiểu ngay sau đây. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Quả đúng với vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, khổ trước sướng sau này. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, số mệnh nghèo khổ vất vả từ khi sinh ra cũng chẳng thể cản bước họ bứt phá vượt lên trên số phận. Tử vi học hé lộ, Ất Tỵ mang thổ tuổi này, số cùng với mạng lắm lần khắc khe. Vận thời đổi ngửa đổi nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sanh mùa hạ thầy may, thanh nhàn thong thả ít ai dám bì. Cho hay số phận thiên tài, tuổi nhân tích đức vước nhiều mai sau. Cuộc sống tuổi Ất Tỵ ẩn chứa nhiều vất vả, khổ sở. Bản mệnh luôn chăm chỉ làm việc, cần cù phấn đấu không kể ngày đêm. Chẳng ngại bất cứ khó khăn để tiến lên phía trước, giành được mục tiêu mình đã định. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách cương trực, thẳng thắn, đôi khi có phần cố chấp của mình mà con giáp này rất dễ đắc tội với nhiều người. Sống trên đời, nếu các mối quan hệ xã hội không được xử lý tốt thì đường đời sẽ càng thêm trắc trở. Các mối quan hệ mà chúng ta có với mọi người là vô cùng quan trọng để thành công trong và ngoài công việc. Người tuổi Ất Tỵ vì thiếu khéo léo trong vấn đề này nên con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ như ý muốn. Song khi tuổi tác càng nhiều lên thì tính cách của con giáp này cũng dần trở nên trầm ổn, không còn bốc đồng theo ý mình như trước nữa mà đã biết suy tính trước sau, lựa lời sao cho không mất lòng ai. Nhờ thế mà con giáp này có hậu vận cực tốt, có số an nhàn sung sướng tuổi xế chiều. Và đến nay, tuổi Ất Tỵ đã gần chạm mốc tuổi 60 rồi. Đối với sự đời, nhiều chuyện đã sáng tỏ thông suốt. Bỗng nhiên buông bỏ được rất nhiều chuyện, hiểu ra được rất nhiều đạo lý con người. Và giai đoạn từ năm 59 đến 69 tuổi, cứ ngỡ như ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Nhưng nếu bản mệnh nào biết tận hưởng, thì cuộc sống lúc này mới chỉ là lúc bắt đầu. Sau tuổi 59, bản mệnh dần cảm ngộ được sinh mệnh, giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm hơn nửa đời người. Rồi bỗng quay đầu nhìn lại cũng đã gần 60 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì nửa đời đã trôi qua rồi. 60 năm trước thịt cá, 60 năm về sau rau dưa. 60 năm trước, nào là tiền nhiều tiền ít. 60 năm sau, nào là máy hỗ trợ lớn, hỗ trợ nhỏ. Cho đến tận bây giờ mới hiểu ra, lúc có quyền không thể quá ác, lúc có tiền không thể quá hoang phí. 60 năm trước, thường có thiệp hồng báo tin vui. 60 năm sau, thương tâm nhìn bạn bè, bạn học, đồng sự qua đời.
60 năm trước, tin chắc rằng người có thể thắng trời, cảm mạo, uống tí nước là ổn rồi, phát sốt, ngủ một giấc là xong thôi. 60 năm về sau, hết lòng tin vào số mệnh, cao huyết áp không tự nhiên đến, bạn giống như Tôn Ngộ Không mang vòng kim cô, khó mà thoát được. Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 59 tuổi rồi. Đối với vận mệnh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Con người đến thế gian tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện đời cứ như vậy thôi. Cuối đường vẫn có đường, chỉ cần bạn dẫn lòng đi. Có khi nhìn như chỉ là có đường, nhưng thật ra là bạn phải rẽ ở đó rồi. 59 tuổi chính là một lối rẽ. Có lẽ mệnh chủ thật sự là chán trường rồi, thành ông già bà già rồi, tinh thần sa sút rồi. Nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi. Quay đầu lại nhìn xem, ta lái xe còn con người có ngựa cưỡi, ta cưỡi ngựa còn có người đi bộ, ta đi bộ còn có người chống gậy, ta chống gậy còn có người không có chân, ta không có chân còn có người mất tính mạng, như vậy cũng tự biết đủ rồi. Nhân sinh trên đời vài chục năm, bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng quay trở về với cát bụi mà thôi. Có lẽ bạn không làm được quan, nhưng nhất định đã làm người. Có thể bạn ít tiền, nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú. Trong tâm tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác, hòa khí tự nhiên sẽ đi theo. Ở bên trong gia đình, biết cảm ơn, thấu hiểu, khoan dung càng làm cho tâm của chúng ta thêm rộng lượng. Chúng ta cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau, càng thêm tương thân tương ái mãi về sau. Người đến 59 tuổi mới dần dần hiểu ra những đạo lý này, cảm thấy nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành, không cần quan tâm tới đích đến. Cái cần để ý chính là phong cảnh ven đường cùng những tâm tình trong đó. Mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, chúng ta đều nên từ trong tâm mà tự cảm nhận xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. Không thể ngày nào cũng đều tốt lành, đều gặp được những việc hài lòng, chỉ cần mỗi ngày đều nên có tâm tình tốt, nắm bắt được mọi chuyện. Để người ngắn ngủi khổ đau, tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi, vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm. Cuộc đời này ngắn lắm, chỉ cần bạn sống hết mình cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận. Ngay giây phút hiện tại này, bạn có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ cần có cố gắng làm thật tốt những việc xảy ra trước mắt. Sống trong giây phút hiện tại mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ người đời nên có. Người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng, chỉ có như thế bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Dù sao, hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa đến, chỉ có hiện tại mới là lễ vật tốt nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng giữ trong lòng những khổ đau. Đời người ngắn ngủi tạm bợ, chớ vì một câu nói của người khác mà mất đi niềm vui ngày hôm nay của bạn. Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng mãi ôm giữ trong lòng những khổ đau, nhất định cần nhớ kỹ. Nhìn rõ nhưng không cần nói rõ, rất nhiều chuyện chỉ cần trong tâm mình hiểu rõ là được rồi, không nhất thiết phải nói ra. Đừng nên làm con nhím sổ lông, phóng vào người khác lại làm tổn thương chính mình. Có một số việc không cần phải ghi nhớ ở trong lòng. Đến lúc này, Ất Tỵ nghiệm ra rằng, sống ở đời quan trọng là có nhìn thấu hay không. Nhìn thấu sự tình, bạn sẽ hiểu cần làm như thế nào. Nhìn thấu nhân tình, bản mệnh sẽ hiểu cần phải đối đãi ra làm sao. Cho nên chỉ cần dụng tâm một chút, còn những thứ khác chỉ là tiếp nhận. Miệng là của người khác, cuộc sống là của chính mình. Trong khi học cách vừa thỏa hiệp với người khác mà vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của chính mình. Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn, vì khi không thực hiện được lời hứa đó thì còn tệ hơn không hứa rất nhiều lần. Đừng chỉ biết nói lời suông, hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Đời người biết bao kẻ đến người đi, có một số người chính là duyên phận đáng trân quý. Có một số đối với bạn mà nói có thể chính là sai lầm. Đôi khi chúng ta yêu thích một người cũng bởi vì hai người có những điểm tương đồng nhau. Tuy nhiên đến khi một giai đoạn giới hạn nào đó, chúng ta lại vì hiểu rõ nhau mà chia lìa. Bởi vì có lúc bạn sợ chán ghét một người nào đó cũng chỉ vì người đó và bạn quá nhiều điểm giống nhau.
hay vì bản thân mình thắp lên một ngọn đèn. Bạn phiền muộn là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bạn đau khổ là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn giàu dĩ là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét là bởi vì chính mình không đủ ưu tú. Chỉ cần có người sống trên cõi đời này thì tất cả sẽ có thị phi. Tức giận là một hành động ngu ngốc, chính là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Trời cao thực sự rất công bằng. Khi một cánh cửa vận mệnh của mệnh chủ đóng lại thì sẽ đồng thời mở ra một cánh cửa khác. Con người lúc sinh ra đơn độc, khi ra đi cũng chỉ một mình đơn độc. Chỉ có bản thân mới có thể suy nghĩ cho mình, cũng chỉ có bản thân mới có thể vượt qua được những quan ải ở trong lòng mình. Bước qua tuổi 59 không hề già nua như tuổi Ất Tỵ nghĩ, mà đây chính là thời điểm khởi sinh, thời điểm bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Quý bạn vẫn còn 20 năm để sống, cuộc đời mệnh chủ vẫn còn rất nhiều niềm vui và còn rất nhiều điều để bản sự có thể làm cho riêng mình. Hãy tìm lại những người bạn, hãy học những điều mới, hãy theo đuổi sở thích của mình. Hãy nhớ lại xem tuổi 20 của bản mệnh tràn đầy nhiệt huyết hay là một người sống khép mình. Quý bạn quan tâm đến những vấn đề gì? Trong những năm tháng đó, nếu mệnh chủ đã từng tràn đầy nhiệt huyết ngày trẻ, thì nhiệt huyết của thời thanh xuân đó bây giờ có còn cháy trong mình hay không? Ở tuổi 59 này, cho dù nhiều cô bác vẫn còn ôm ấp những hoài bão của tuổi trẻ, thì có lẽ bạn không nói về chúng một cách sôi nổi như ngày xưa. Và có lẽ là hiếm hoi việc bản mệnh thức thâu đêm để nói về tương lai của đất nước hay những vấn đề của xã hội. Có chàng tuổi này chỉ cảm thấy hào hứng một chút khi xem những chương trình thảo luận trên TV mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi, phải chăng nhiệt huyết của mình hồi 20 tuổi giờ đã chết thật rồi? Có lẽ nhiệt huyết đó chỉ đang ngủ ở một góc sâu kín trong trái tim mình và chờ đợi một cơ hội để được hồi sinh. Đừng nghĩ rằng bây giờ là quá muộn, mà hãy nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp, Ất Tỵ nhé. Bước vào hậu vận cuộc đời là phong thái, khí chất, khí độ của một người, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của mệnh chủ. Giai đoạn này của cuộc đời, người tuổi Ất Tỵ nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay làm là lại khiến cho người khác phải trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mệnh chủ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can. Không cầu thả, nông nổi bục chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc, sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Người tuổi Ất Tỵ nhìn bề ngoài thì thấy nhiều hồ đồ, chỉ là họ không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Đại khí là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, đừng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình, khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Ất Tỵ thích cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Ất Tỵ chọn một cuộc đời thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dấu thái sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Ất Tỵ luôn chọn một cảnh giới khác với những người xung quanh, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu ca ngạo mạn. Giai đoạn này Ất Tỵ bên trong mạnh mẽ, vẻ ngoài khiêm nhường, nửa chai nước luôn ở trong bình lắc lư, người ít học thường hay huênh hoang. Trong ba người cùng đi, ắt sẽ có người là thầy của ta, không còn xem thường, đánh giá thấp bất cứ ai, từ chân thân người khác tìm ra điểm yếu và khuyết điểm của mình, không sùng bái bất kỳ một ai, nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Mệnh của người tuổi Ất Tỵ từ năm 59 đến 69 tuổi không phải là không có buồn khổ, không có thất tình lục dục, mà lại hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình. Bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không để những thứ ô nhiễm bất định tồn tại trong tâm mình. Nội tâm vĩnh viễn bảo tồn sự thanh tịnh.
tố chất làm người của tuổi Ất Tỵ sau khi kinh qua 59 tuổi cuộc đời là một dạng tài phú, luôn gắn chặt cùng với mình, không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn mệnh ung dung lập thế. Hợp vận cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ luôn biết tu dưỡng, có một độ thâm sâu. Người khác có thể không dò biết được nội tâm của mệnh chủ bao sâu, nhưng vĩnh viễn không khiến cho người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với bạn. Làm được như Ất Tỵ trên cả đường đời đầy khổ nạn và cám dỗ là một điều vô cùng khó. Nếu như làm tới được thì chính là có đại nhân cách, đại độ lượng và đã là thành công rồi. Đặc biệt, bản mệnh đối với người không tính toán chi li, đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có phẩm chất cao thượng. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung. Đồng thời, trong giai đoạn này của cuộc đời người tuổi Ất Tỵ, đối với người luôn có sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau cầu tiến bộ. Đến giai đoạn này, Ất Tỵ minh bạch ra, kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, những bản mệnh thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người khâm phục, đó cũng chính là trí tuệ của Ất Tỵ. Một đời Ất Tỵ có thể phải gặp nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh. Chúng đột nhiên xảy đến khiến cho ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Ất Tỵ đều không cần quá để ý, quá coi trọng. Cho nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở, gặp chuyện xấu liền đăm chiêu ủ rột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương, sao có thể là Ất Tỵ. Vậy nên Ất Tỵ đối với những bất công luôn rộng lượng, không mang bụng dạ hẹp hòi. Một Ất Tỵ sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu những ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Người đời nói năng lỗ mãng khinh mạn bạn Ất Tỵ, hàng xóm làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của họ hàng con cháu không nể mặt mũi bạn. Hết thảy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể là Ất Tỵ 1965? Xét về số mệnh của tuổi Ất Tỵ 1965, cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi bôn ba. Dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự thấy vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Ất Tỵ cả một đời đều đang tàn tiện, tích cóp dành dụm. Sau cùng dù cho rẻ rẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Ất Tỵ cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người. Một đời Ất Tỵ đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ. Nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Ất Tỵ cả một đời đều đang tỉnh táo, cho dù bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Từ tuổi 59 về sau, đứng bên kia sườn dốc của cuộc đời mà nhìn ôi đã hiểu được rằng thế giới rộng lớn mà bản thân mình lại rất bé nhỏ, có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Mệnh của Ất Tỵ vốn đã rất khổ, rất mệt. Không cần cứ mãi chỉ trích bản thân, vận trình vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cứ chỉ phải cưỡng ép bản thân, chống lại trời đất. Đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian, không ai nắm chắc được vĩnh hằng. Lúc này Ất Tỵ hiểu được rằng, đời người thật quá ngắn ngủi, không cần phải tính toán chi li quá mức. Những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được thì không cần phải phỏng đoán. Có những lý lẽ nghĩ không thông thì không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó nơi không có ai. Vậy nên Ất Tỵ tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có nhưng nhất định phải vui vẻ. Bước qua tuổi 59, Ất Tỵ hiểu được rằng vận mệnh sẽ không vì lời oán trách của mình mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác. Dù đừng sự oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y như vậy. Dù bạn có buồn hay không, đời người cũng sẽ y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền nhiều vẫn là bản thân. Thương cảm nhiều, khổ não vẫn chính là chính mình. Từ tuổi 59 trở đi, mệnh chủ thấy cuộc đời sẽ không bủa vây mà chảy nước mắt vì Ất Tỵ.
Ất Tỵ khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà thêm phiền não. Vận mệnh của Ất Tỵ đâu có chuyện, và sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Ất Tỵ thấy nếu đã như vậy, tại sao ta không mỉm cười? Nếu đã như vậy, hà tất chi phải phiền muộn lo âu? Vận mệnh một đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Từ 59 tuổi trở đi, Ất Tỵ đã hiểu được rằng, đừng làm khó bản thân, một người lòng đong khổ sở sống ở thế gian này, đừng bởi những người khác mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua. Ất Tỵ hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì, đều thản nhiên đón vui vẻ, đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình, đi tốt con đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Từ 59 đến 69 tuổi, Ất Tỵ hiểu được rằng, về những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay, trong lòng có chuyện sầu não, hãy nhận lỗi với người khác. Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những lúc buồn phiền, tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy dừng tay lại, chớ để đánh mất niềm vui. Từ sau tuổi 59, Ất Tỵ đã hiểu được, đừng làm khổ bản thân mình, để người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, buồn bã cũng được, lặn lội cũng được, đều chỉ là nháy mắt. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa, không cưỡng cầu, cũng không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh, không so đo, không toàn tính, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất ở trong tâm. Không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, khất những bước chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình. Lấy tâm thái an lạc mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình. Tại sao vận mệnh đều xoay chuyển sau tuổi 59? Đó là do trước 59 tuổi, Ất Tỵ luôn phải dành toàn bộ thời gian vì học tập, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì phải mượn thế chấp, vì con cái gia đình, vì đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Sau khi trải qua độ tuổi ấy, sự nghiệp đã ổn định, con trẻ đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích cóp, Ất Tỵ mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình. Sau ngưỡng cửa của tuổi 59, đã đến lúc tuổi Ất Tỵ nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão, nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Ất Tỵ biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng Ất Tỵ còn tất bật lo cơm nước, đưa con cháu đi học nữa, mà thảnh thơi hít thở không khí trong lành, thư giãn cơ thể, chạy bộ một vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần của chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Sau ngưỡng cửa của tuổi 59, Ất Tỵ không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa mà được thảnh thơi hơn, dạo qua các khu chợ tiện tay mua thức ăn về nhà, thong thả làm một vài món đơn giản thêm vào mâm cơm để cả gia đình hưởng thức. Ất Tỵ cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong cuộc sống vừa qua, đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát. Vừa là bạn đời, vừa như là tri kỷ. Sau ngưỡng cửa của tuổi 59, thay vì cuối tuần nằm ươn cả ngày trên giường để hồi phục sức lực sau cả tuần làm việc mệt mỏi như thời còn trẻ, thì giờ đây, Ất Tỵ có thể tự chăm lo, vun vén sở thích của mình nhiều hơn. Thích hoa thì nuôi hoa, thích sách thì đọc sách, thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà, phẩm trà. Càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của chúng ta càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, bản thân chúng ta lại càng phong phú và quý giá hơn. Sau ngưỡng cửa của tuổi 59, con cái thơ dại ngày nào còn lò dò tập đi, tập nói, này đã trưởng thành khôn lớn nên người. Chúng có công việc riêng, có gia đình riêng và có cả không gian sống riêng.
Ất Tý cũng tạm biệt quãng thời gian chỉ biết chăm chỉ tiết kiệm tiền, nuôi con trẻ ăn học, chăm lo từng bữa cơm manh áo, hay sốt sắng mỗi lúc con đau ốm bệnh tật, đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Chúng ta có thể tự thưởng cho mình những chuyến du ngoạn để mở ra tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào trong suốt thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mới mùa hè, lá phong đỏ rực rỡ sắc thu, sông băng núi tuyết trời đông, còn có mặt trời mọc trên núi, mặt trời lặn ngoài biển, và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà Ất Tý chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng ngoài thế giới rộng lớn bao la. Chỉ có đi khắp núi sông, Ất Tý mới hiểu giang sơn, chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, Ất Tý mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, Ất Tý càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Cho ngày tuổi tác tăng dần lên, cuộc sống thành thị nhộn nhịp đã không còn phù hợp nữa. Ất Tý mong ước trở về căn nhà nhỏ ở quê hương Thanh Bình. Vào thời điểm đó, công việc đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Đến giai đoạn này rồi, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều dùng để hưởng thụ, nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết của tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Ất Tý cùng với những người chí cốt ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những ngày tháng cuối cùng. Sau tuổi 59, tâm chúng ta đã bình yên, không còn lo được lo mất. Ất Tý hiểu rằng mọi thứ đều có số mệnh. Những gì nên có thì trời sẽ cho, cái gì mất đi thì không nuối tiếc. Thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Qua thời gian, mọi ký ức lắng đọng sẽ dần biến thành báu vật vô giá, không ai có thể lãng quên. Chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tồn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta. Nói như thế nào, không nên nói gì, kỳ thực không phải do miệng quyết định mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ. Kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giải bày. Đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận, họ có thể trao đổi để thấu hiểu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ khó nghe, không kiểm soát, gây nên phẫn nộ, thì mối quan hệ này sẽ dễ dàng đi đến kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi đến đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều là có giá cả tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm gì thì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ, đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ của riêng mình. Trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ, nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm, thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng.
Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận tiếc nuối. Ngay khi ta làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài, thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Nhưng người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc. Chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Ất Tỵ. Một nhà viết kịch, nhà văn nổi tiếng của Nga từng nói, đối với con người, những khó khăn và hành hạ chính là cây búa rèn. Thứ nó đập bỏ là vụn sắt mỏng manh yếu đuối. Thứ nó rèn ra là lưỡi dao sắc bén. Những người làm tổn thương bạn chính là những người dùng đau thương cùng giao huấn để khiến bạn thêm tỉnh táo và kiên cường. Bạn nên yêu kẻ thù của bạn, đến chúc phúc cho những ai làm bạn khóc, nên đối đãi tốt với những người oán hận và lăng nhục bạn. Bởi lẽ những người thương tổn bạn, ngoài tạo ra những vết sẹo nơi bạn, cũng đồng thời cho bạn một bộ giáp kiên cố không gì phá nổi. Chế nhạo người khác sẽ khiến bạn tỉnh ngộ, đòn soi của người khác có thể thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Những giày vò và đau đớn bạn phải chịu đựng cuối cùng sẽ khiến bạn không ngừng lột xác tái sinh. Cảm ơn những người đã từng tổn thương chúng ta. Không có họ, chúng ta sẽ mãi mãi không biết được bản thân có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.